Ở Việt Nam năm nay các cầu thủ cũng được nghỉ hè bởi quãng nghỉ 2 tháng sắp tới để đội tuyển U22 tập trung tham dự SEA Games 29 và có lẽ ban tổ chức của các sân đấu cũng cảm thấy đây là quãng nghỉ cần thiết để họ nghiên cứu án phạt cho các cổ động viên Hải Phòng. Bằng chứng là chiều qua, ban tổ chức của sân Cần Thơ đã vô cùng lung túng trong việc xác định đâu là cổ động viên Hải Phòng và có cho họ vào sân hay không trước ngày diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ sổ số kiến thiết cần thơ và câu lạc bộ hải phòng ban tổ chức giải đã có văn bản hướng dẫn cụ thể tới ban tổ chức địa phương về cách thức đón tiếp các cổ động viên hải phòng những quy định bắt buộc với nhóm cổ động viên này như là không được mặc áo có logo câu lạc bộ hay là không mang vật dụng cổ vũ vào sân đích thân ông cao văn chóng tổng giám đốc công ty vpf cũng có mặt để tham gia tư vấn điều hành công tác tổ chức trận đấu tuy nhiên những hình ảnh trên sân chỉ ra rằng chẳng có gì thay đổi hàng trăm cổ động viên hải phòng mặc áo đỏ vẫn có mặt trên khán đài với cờ, kèn và loa. Giám sát trận đấu đã buộc phải lùi giờ bóng lăn để giải quyết tình hình. Ngay cả huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cũng phải đứng ra thương thuyết với các cổ động viên nhà để trận đấu được bắt đầu. Sau nỗ lực đàm phán từ cả phía ban tổ chức giải, nhóm cổ động viên Hải Phòng chấp thuận làm theo quy định và trận đấu được diễn ra muộn 25 phút. Trong suốt trận đấu không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Ông Cao Văn Chóng cho biết, ban tổ chức sân Cần Thơ dù đã nỗ lực trong việc ngăn chặn pháo sáng nhưng vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình đây sẽ là bài học cho ban tổ chức các sân vận động khác giám sát trận đấu sẽ gửi báo cáo lên ban kỷ luật xem xét xem có phạt ban tổ chức sân cần thơ hay không